Nó có hai đường, nhất là cái đường nó cấp cho bên xử lý khó, và đường thứ hai là nó sẽ cấp cho thiết bị trôi đun nhiệt. Khó mà sau khi mà tuần hoàn qua thiết bị lò, nó sẽ lưu hành trong đó dưới 2 giây và sau đó nó tiếp xúc với thiết bị là tạo ẩm cũng như kết hợp với quạt đấu lưu, nó làm cho khó chuyển độ và lọc những cái lượng bụi mà độc hại để đưa ra ngoài.